quậy. Dạ, vậy thì cô chú chị không nổi. Út giờ giờ cả nó cũng biết xìu, đi mà Dạ đi theo không nổi, nhất hai con nít không bây giờ nhiều khi mới 6-7 tuổi mà mang tính rồi. đó. Đó kìa, ổng gà không biết mắt làm sao kìa, hổng ngủ không, cái thức dậy làm cờ bà nội chở con đi bệnh viện mổ con mắt, đừng mắt không hết thấy Trời được. ơi trời ơi. Đó rồi Bắt cùng quá, mình đặt mình bây trước giờ ông nội hả? nó bắt chước nội Cái bữa nó bị đau mắt đó, Dạ. cái bữa đó cái ngủ cái gì nó cái muốn cũng sống đau nó mắt hết nhà xuống luôn. Ờ cái đào nó nói vậy, hết nội nhà dính hết nhà luôn mà. ngay cái đợt đó là ai cũng bị. Bây giờ mai mốt là Út không có đi lạc được rồi, Út cũng Út nghĩ sao nhớ phải không? Út Út bây giờ Út suy nghĩ bây giờ coi coi nó không có. Nhưng hồi đó giờ Út ở bên kia, nó ở bên này. Bây giờ nó muốn làm sao thì nó chắc về anh nó. đi cũng đi đi về Kệ. về, anh chưa có công việc, nhiều khi anh có công việc rồi anh cũng lo cho bé Đức. Con thì Út cũng không bỏ đâu được. Con thì Út cũng thương nó chứ không phải không thương. À, giờ ý nó muốn vậy thì để cho nó vậy. Không là chắc Út nhớ ảnh nè. Nhớ thì con thì nhớ chứ sao không nhớ. Có hồi mới nó đi Út nhớ đủ thứ, đủ cái phòng nó cũng nhớ khóc. Sáng thì cũng nằm trong mùng mà Anh nhớ tính con. về lấy đồ nữa ha. Nằm trong mùng mà nhớ tới con, thấy mình ngủ cái chị nó biết nhà nó lau nhà này người kia, thấy nó cũng tội nghiệp, nó cái con nó cũng bỏ đâu nó. Giờ tùy nó muốn nó về thì nó về, còn nó muốn nhà cửa nó có nhà cửa rồi nó ở nó ở. Con thì nhớ cha, mẹ thì nhớ con, ba cũng nhớ con. Ông này ổng thương con, ổng cũng thương đậm lắm chứ không phải như Út. Cái gì thì giận nói dữ lắm, nói nhưng mà không có bỏ được. Người ta nói mẹ thì bỏ con không được chứ con bỏ mẹ được chứ. Nói chứ cũng hổng ra làm chửi với nó chứ cũng đau lắm. Muốn làm dữ cho nó, con cho nó suy nghĩ là sao. Họ muốn giận nó, nói bây giờ tối nay tao cho mày ngủ ở đây, sáng mày xách hộ khẩu lên chỉnh cắt hộ khẩu luôn, cho mày chuyển lên dưới nhà nó làm gì vậy, mày không còn dính dắt trong nhà mày nữa. Cái nó trả lời Út thì sao mà biết, nó nói là thì mẹ ở đây mẹ đi cắt mình mẹ cũng được chứ, nó nói vậy. Thì là Thì anh nó chịu có cái còn gì để nói không ạ. chịu đi luôn rồi. Nó nói vậy rồi biết nói sao với nó nữa vậy. Nó nói mẹ ở đây mẹ đi cắt mình mẹ cũng được chứ. Rồi chắc ra nữa anh nhập khẩu đâu ta? Gì dưới đại học không mới À là không mới được ha. mà cũng khó làm nữa, Dạ. tại vì cái con này thì giờ nó không có chỗ, cũng như là nó không có giấy tờ nương tựa ở đó, chỉ là bà kia mới đem về bà nuôi, bà đấy mà cất nhà cửa, mẹ chị nuôi nó cất nhà cửa cho nó ở vậy thôi. Dạ. Đó. Còn Long cũng vậy thôi, chừng nào cắt nó có giấy ở đây chuyển, nó có giấy tờ dưới chuyển, nó đem gì dưới là nó mới nhập hộ khẩu vô được. Còn cái này Giờ là nhập nhập ở đâu giờ giờ? nhập ở đâu, giờ nó chưa có, nó Làm chân trong gì? thì nó đâu có gì Cái đó. gì mà như là lâu này với Trinh Châu á, nó có giấy hôn thú Có giấy nhau kết hôn á, á, giấy kết hôn á, cũng dễ thì làm. có thể là nhà mình cắt ở đây mình chỉ nhập được. Nó còn kiểu này linh tinh cái này nhập ở đâu? À, Út Mà cũng mới nghe được cái tại tin mới nữa nè, nói là cất nhà cất cửa rồi là mở ra một cái tiệc vài mâm vậy đó, là có chị nữa bên kia về về làm cho nó vài mâm, rồi cho tụi nó làm giấy kết hôn rồi này kia cái nọ, cũng như là chính thức hai đứa nó luôn vậy Dạ. đó. Đó. Rồi nó đem xe về đây rước Út đi xuống dưới, là thẳng có mẹ nó về nè, hai người là kết với nhau đó, cũng như là làm xuôi gia. Ở ngày hôm qua mấy đứa nó đây, mấy đứa nó nói thôi giờ Út như kêu bằng xuôi gia đi,
chưa làm xui được. Tại vì hồi đó tới giờ là hai đứa là ở chỗ chưa có chấp nhận. Út nói ngay bỏ luôn mà, Út nói chưa có chấp nhận. Thành ra Út không có nhận mày là chị xui, chị này kia được, chị em này kia được. Chứ còn cái là nói kêu bằng xui gia là Út không có kêu được. Cái nào Út nói thẳng chứ không có mà úp úp mở mở cái gì thì Út nói thẳng luôn là chứ Út không có giấu đó. Thì Út nói ngày qua Út nói thẳng với bả luôn. Út nói tôi nói ra thì chị buồn thì chị buồn, chứ còn cái là xui gia thì tôi không kêu xui gia được, tại vì tôi chưa có đứng ra tôi cưới hỏi gì hết. Tự chị nói chặt đi là nó đi chứ nó tôi chưa có chấp nhận. Rồi đó về đây ở thì tôi cũng không có ở đây, thì tụi nó lén lút tụi nó ở nó làm như nào, chứ còn bây giờ mà biểu tôi kêu xui gia thì tôi không kêu. Thì bả mới trả lời Út này nói gì thì chị nói vậy thì chị em cũng được. Dạ. Cô chú năng hay là giảm hơn tự chén mà nếu thấy mà thân mình cũng thon gọn rồi này nè. Nó hả? Dạ. Bữa nay nó đỡ lại rồi đó. Lúc hổm kìa ấm nhơ mà. Về rồi chị chim sâu có nói chuyện với không? Không. Ông cho vô nhà không? Cho chị sâu vô nhà không? Cho. Ở ngoài trái chứ ha. Đúng rồi, chứ. Dạ. Út nói tao không cho mình vô nhà. Cái nào Út nói thiệt, Út không có giấu giếm gì trơn. Nó đối xử với Út như vậy rồi thành ra Út không có thương lắm. Rồi thời gian trước thì Út thương nó thiệt. Rồi nó ra ngoài nó nói xấu Út này kia kia nọ. Mà nó nói xấu mà phải có thì Út không giận nó. Nhưng mà còn này Út không có mà nó ra nó nói Út đuổi Út không cho nó ăn cơm. Chỉ là nó đi ra đường nó ăn vậy đó. Thế rồi nó đi ra. Nó nói là bà mẹ chồng độc ác không cho ăn cơm. Còn... À, ngủ ngơi gì không được với bả hết trơn. Nó nói vậy hỏi chứ ngủ tới 11, 12 giờ chưa thức nữa. Rồi còn ngủ tới giấc nào nữa. Mà đi ra đường nó bị xấu Út nữa. Thành ra Út không có thương. Cũng xin phép Út như mẹ con nó, tụi con cũng nói như thế này. Thì mọi chuyện nó cũng là quá khứ rồi. Bây giờ thì anh chị cũng có nhà rồi. Thì bởi vậy giờ nó có nhà chủ rồi. Chủ yếu là về thăm Út thì Út cũng hoan hỉ. Thì mình nói chuyện cũng bình thường thôi. Tại vì mỗi bên cũng đã có cái cuộc sống riêng rồi. Thì Út nói chuyện nhỏ nhẹ thì Út sẽ giải tỏa được áp lực. Út cũng nói thiệt, ví dụ nó về nó thăm nhà. Yeah. Út tròn lông vô nhà, còn cũng nói thiệt luôn. Ngày hôm qua Út nói đây cũng có mẹ cũng Út nói là Út không phải mà Út ghét thì nó một cho đủ. Tại vì nó ở đây với Út đó, là nó đi ra đường nó nói xấu Út, Út lo cho nó tới cỡ nào nữa giờ. Nó ra đường nó cũng nói xấu Út này kia. Bây giờ tôi dứt khoát là không cho Phụng bước vô nhà tôi. Nhận qua nó có mẹ nó em. Hoàng Đông về làm gì làm, còn Phụng về là tôi không có vô. Vậy là mẹ của chị ghét hôm qua. Ghét hôm qua. Còn Út mới nói là nó ở đây với tôi là một năm mấy nay. Thì nó ở bên đây với luôn là nhiều, còn tôi ở bên kia. Tôi về từ ngày tôi cất nhà đến giờ tôi về đây tôi ở là nó kêu mình động cái móng tay luôn. Nhà cửa dọn dẹp một tay tôi xong, bên kia dọn dẹp bên đây cũng một tay tôi xong, nó nằm nó ngủ hoài. Tôi la nó bên đây thì nó qua bên kia nó ở nó ngủ, nó nằm nó ngủ hoài vậy đó. Tôi còn chưa nói, tôi thấy nó có bệnh hoạn thì thôi tôi không quan tâm đó. Rồi cái người kia cứ lên bạn cứ nói là tôi là độc ác với nó rồi này kia, xô đuổi nó đi rồi bả hước có đem gì bả nuôi dưỡng. Hỏi cho đó giờ sao bà không nuôi dưỡng, mà giờ thì bà mới nói là bà nuôi dưỡng nó. Ý gì là không? Dạ. Dạ. Mấy bữa nó bớt rồi, cái gì quay ngang nó bị đỏ mắt rồi, cái nó trời ơi. Mấy bữa nó luôn buồn luôn. Dạ. Đây thấy bớt nhiều rồi kìa. Nó về là lấy đồ hết luôn. Không, nó về nó lấy có cái phòng nhạc gì, phòng gì của nó đó. Cái kéo của nó. Cái kéo luôn hả? Vậy lấy thuốc rồi cho chim sâu không mà. Hai người đi chung xe là sao chở? Nó có chở gì đâu, chở. Chở cái gì đó à, chở có cái phòng đó, chở con chim sâu à. Còn con ngã thì nó chưa. Hôm đợt trước nó mua gì để cái đống cái tiền trong vỏ đó, thì nó đâu có uống bỏ mua gì mà của Mạnh Thùng Bương gửi cho nó. Biết gửi hay là mua gì mình không biết. Đợt này về lại lấy thuốc luôn ha. Lấy thuốc với cái thùng kéo đó, Út biểu cho ông lấy quần áo đi hết luôn. Nó lấy để chiếc sao, nó về nó lấy. Rồi có nó về thăm Út không? Thì nó về vậy đó. Rồi anh có nói chuyện nào về nữa không Út?
nó nói vài bữa nữa nó nói vậy thôi, chú cũng không biết khi nào nó về. À, cũng quyết định là đi đi về về ha. Nó nói là con cũng đi đi về về chứ con không có bỏ cha bỏ mẹ. Giờ hai chồng có cái nhà thì cũng mừng cái hai chồng. Nhà với làm xong không? Út cũng không biết luôn. Anh không nói sao? Tại út không có hỏi tới. Thì nó làm vậy làm, nó đi nó làm vậy làm, út không có quan tâm tới, út không có hỏi tới. Ảnh về anh không có tâm sự với út luôn. Đâu có tâm sự được chứ. Về chưa được nửa tiếng hồ nữa nó đi rồi. Thì nó về 5 giờ mấy rồi, 6 giờ nó đi đó. Chắc Út cũng buồn bực cho mình ha. Buồn chứ là con mình nuôi nó được tới lớn rồi nó đi nó không quan tâm gì tới nhà cửa, buồn chứ. Như nhà bằng phải có hai ba đứa, không nói đứa này thì cũng còn đứa khác. Rồi còn này có mình nó, không có quan tâm tới cha tới mẹ cũng buồn. Mỗi lần Út đi chợ là Út với bác Út trai với bé Đức đi luôn. Để đi mua gì hay là hoặc đem chuyện gì thì chở theo chứ bỏ đâu vậy. Đó. Con hồi sáng này con tưởng là gia đình mình là đi về bệnh ở rồi. Có đâu dễ gì. Con lấy cái điện thoại cho Út, hai bác Út nhắc là bỏ điện thoại nha. Máy bỏ ra bên đây nè. Bỏ đi khắp xa. Giờ còn cái máy của bà thì nếu mà đi vắng xa cái nhà này chút thì không ai gọi điện được chứ. Không có wifi. Ảnh về anh còn theo dõi camera không Út? Út rút rồi luôn rồi. Bỏ luôn rồi. Trời ơi. Út giận rút rồi. Có bữa hổm nó về nó có hỏi Út một câu. Nó mẹ là camera anh xong rút ra rồi. Nó nói ta không quan tâm tới mày, mày ta không cho quan tâm gì tới nhà tao hết. Rút rồi. Ngồi đi cưng. Có gì mình từ từ nói Út đây. Nhiều khi rồi Út cũng nhớ. Nhỏ này con. Nhớ con cũng buồn bực. Bắt nhỏ này đó. Con bắt lại con coi hình được rồi. Đức ơi dặn nhỏ lại con. Nghe chưa? Nó không nghe mà nó rút điện rồi luôn. Mà bố mấy chú không lên nữa nghe. Chú đọc giận chú đọc không lên với chú Hoàng dạ. Nhỏ là coi. Bây giờ con mút mà nội rút điện ra. Ngồi lấy gì đi. Chắc có cái tivi này bầu bạn quá. Đúng rồi đó, có thì nó nằm ngay nó có thì bắt cho nó coi, nó nằm nó coi hoài vậy đó. Nằm biết rồi ngủ luôn à. Còn không có đi nó quậy nó phá hơi đâu mà đi theo mệt quá thì tại nó đi. Cái này nó cũng hơi đã lúc trước rồi. Dạ. Phải chạy ra đường. Trời ơi, bữa hổm đi học với cô mấy ngày đầu người cô ngược vòng hết rồi. Trời ơi. Bộ quậy lắm không? Nó quả quậy gì nó đi ra đường mới chơi. Không chịu vô học. À. Kêu nó vô nó không vô còn nó vô. Mấy ngày đầu quá ha. Ừ. Yeah. Mấy ngày cái kêu nó vô cái nó trèo lên mấy cái lan can cái chỗ trường học đó. Cô nó thì sợ té. Cô nó kêu nó vô nó không vô. Cô nó xách cây gà nó chạy, cô nó gượt thành vòng. Cô nó nói con gượt chứ con mệt cũng mừng chết không dốt. Nó hết rồi ngay cô nói Út ơi bữa nay nó ngoan rồi, nói chắc, nó nghe. Thời gian anh là vợ chồng chị chim sâu đi chắc mấy Đức cũng nhớ lắm, cũng điện thoại lắm. Hôm trước thì lâu lâu nó buồn cái nó điện cho ba nó. Cái hai cha con nói chuyện còn mới tối vô mùng ngủ với nó biểu điện cho ba nó, cái nó điện hai cha con nói chuyện chập thì ngủ. Yeah. Rồi giờ cái nó khóa máy luôn rồi, nó không chăm nó. Đúng sao rồi. Khóa máy rồi. Cũng không biết luôn. Là không có liên lạc được luôn không? Không luôn. Cũng như lúc hổm thì nó nói là như cái Zalo của nó đi ra khỏi chỗ cái nhà trọ thì không có không có đăng ký mạng được ha. Nó không có đăng ký ấy được. Rồi điện số không mà rồi giờ cái bắt đầu cái số nó cũng phá luôn. Sao? Cái đi giờ nó phá khỏi liên lạc thì cũng được. Nói cho cũng nhớ thương con sao Út chịu nổi. Cái bữa mà anh về đó anh gánh lại không hết gì với Đức không à? Đúng không? Không có quan tâm tới. Và lốt điện đó ha. Không có được á. Vô không có mạng. Nó báo sao? Đã như lễ là không liên lạc được. Không liên lạc được á. Điện là nó báo liền. Thì số này còn số điện được.
Úc bây giờ là tìm cách là điện thoại liên lạc với Long. Điện không được luôn. Điện không được luôn. Vậy là chắc đổi số luôn. Anh nói vài bữa chắc anh về chứ gì? Về, nói chung về thì cô Út cũng nên nhỏ nhẹ đi. Chứ giờ cô Út bức xúc quá. Đi mà hổng chiến rồi lên cái ở đẳng luôn đợi. Cô Út bức xúc quá ảnh hưởng tới sức khỏe mình đó. Cô không muốn chịu giận lúc nào muốn chịu luôn. Nó tức á. Biết chưa tụi con không biết Út cũng buồn bực. Có bác Út cha là điềm điềm đạm. Ông đằng lắm. Ông nói tới bữa gì ông la hành là. Ông cũng ngồi chỗ ngọc. Rồi bé Đức gặp ba về chắc chạy lại không? Lắm. Nó nặng ngay, nó gặp ba, nó ngừng xe vô tới đó rồi phải không? Nó nói, bà nội ba về, ba về. Chạy ghí ra. Rồi cái nó hỏi, ba có chở gì phụng gì không ba? Rồi. Có chở gì phụng gì không? Đó là dơ về, nó bước xuống xe rồi nó dòm camera rồi. Nó hỏi sao mà camera mình mẹ đang rút ra vậy? Nó nói, tao rút ra. Như là bữa đó chị về vậy không dẫn chị Phụng về có rồi rồi sao chở tới lo được ta chở có chở lắm không nó cũng gọn mà đâu chuyện cái gì cũng gọn có gì chỉ ngồi sao với ôm cũng được. Thành tích nó có 51 với lại mấy anh em tụi con không thấy gì chị chung sâu nó lại cũng có da có thịt đó bà Hà bà lên nó đăng lên nó nói là bà nói nó khắc phục bình tĩnh bình tĩnh chị cũng đỡ ha bình chị cũng đỡ.